Chào các bạn, mình là Thắng. Nay mình giới thiệu về slide về tác dụng sản phẩm máy nhãn Brother cho thực tiễn. Đầu tiên thì Brother có máy nhãn được gọi là máy in tem tài sản, rất là chuyên nghiệp. Máy này được dùng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó thì có in tem cho ngành điện, ngành nước và các ứng dụng khác cho tem tài sản thiết bị, rất là độ bền rất là cao. Ngoài ra đây là full line up về các dòng sản phẩm của Brother, bao gồm máy in nhãn màng bảo vệ, máy in nhãn giấy và ngành giải pháp in di động. Sau đây là dòng E series và P series, trong đó có dòng cầm tay và dòng để bàn. Thì ứng dụng chủ yếu cho ngành điện, viễn thông, hạ tầng mạng, sản xuất. Bên cạnh đó thì đây là những cái hình ảnh thực tiễn, bao gồm là dùng cho đánh dấu hệ thống mạng, viễn thông, hệ thống điện. Khuyến cáo thì nên sử dụng những model cao cấp như là E550W và P900W, là những dòng cao cấp dùng rất là thích. Đánh dấu các cái bát panel, tủ rack. Cái này thì sử dụng một số máy như E300 hoặc máy P950W. Nhãn in TZE của Brother thì đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trên thế giới như IEC 61439, OSHA, UL969. Nó có 7 lớp chống được nước, chống bay màu, chống dung môi hóa chất, độ bám dính cao, chống được xước, cũng như là tiêu chuẩn về nhiệt độ âm 80 đến 150 độ C là cái độ bền được sử dụng. Nhãn này gọi là nhãn đa lớp bởi vì nó có nhiều lớp, cụ thể là 7 lớp. Khổ rộng nhãn thì từ 6, 9, 12, 18, 24 và 36. Đây là một số hình ảnh thực tế thiết kế nhãn. Ứng dụng cho nhãn TZE thì được dùng in tem tài sản thiết bị rất là bền, do đó thì được tin cậy cũng như là được sử dụng rất nhiều trong các ngành nghề khác nhau. Đây là một cái dòng phân khúc máy nhãn đơn giản cho văn phòng. Nó có tính năng là có bàn phím in trực tiếp từ bàn phím, đánh đặt ấn lệnh in viết được tiếng Việt. Một số ứng dụng chủ yếu là cho các cái khối kế toán hành chính hay là quản lý thiết bị. Đây là dòng D series, bao gồm D210, D450 và D600. Nhãn cảnh báo, hồ sơ hợp đồng, chú thích thông tin quản lý tài sản, đánh dấu các cái mặt faceplate và thiết bị thì nên dùng máy D600 hoặc máy B750W. Tiếp theo là dòng máy in ống, đánh dấu hệ thống điện, dùng cho sản xuất tủ bảng điện, thi công cơ điện và xây lắp điện nhẹ. Máy này thì có hai động cơ in ống và động cơ in nhãn. Có hai model là E800T và E850TKW. Đây là hai model với phân khúc rất là cạnh tranh. Sản phẩm của Brother thì có thể hỗ trợ thêm về giá, nhưng mọi người có thể yên tâm, có thể là cân nhắc khi mua. Ứng dụng thực tế in ống luồn đầu cốt cho hệ thống tủ điện, đây là một ứng dụng chính của cái máy in ống này, rất là đẹp và chuyên nghiệp. Tiếp theo là dòng máy in nhãn giấy QL, thì dòng này thì có QL700 là model bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam. Đây là giá public, còn thực tế khi mua có thể hỗ trợ thêm. Ứng dụng của nó có thể in nhãn dùng cho văn phòng, nhà thuốc, thương mại và sản xuất. Một ứng dụng tiêu biểu của máy QL700 đó là ứng dụng với máy pha sơn, in nhãn thùng sơn. Cái này ứng dụng chiếm rất nhiều thị trường Việt Nam và bán rất là chạy. Ngoài ra thì dùng cho các lĩnh vực khác, in tem giấy với đề can cảm nhiệt. Ngoài ra thì chúng ta có cái máy in nhãn TD series, dòng TD2020, TD2130 và TD4000. Dòng sản phẩm này thì được đánh giá cao, ứng dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ như là TD2130 hoặc 2020 có thể dùng cho khoa sản, khoa nội trú để cho in vòng đeo tay, quản lý bệnh nhân. Thì cái vòng đeo tay này thì Brother trực tiếp cung cấp luôn và nó được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ, phù hợp với trẻ sơ sinh cũng như là dùng được trong bệnh viện.
ứng dụng với máy TD4000 thì có thể dùng để quản lý kho, QL700 cũng có thể được dùng để quản lý kho. Đấy, những hình ảnh thực tế ở những một số đơn vị rất là ngăn nắp và sạch đẹp khi mà mình dùng quản lý kho với nhãn in đề can cảm nhiệt, chi phí vận hành thấp và tiết kiệm được về mặt nhân lực. Tiếp theo là dòng in di động khổ A4 BJ. BJ thì có BJ 722, BJ 773. Đây là những dòng in dùng cho ngành tài chính, bảo hiểm, dịch vụ sửa chữa, các cái khối cảnh sát hay là y tế, rất là tiện lợi. Tiếp theo là dòng AJ series. Cái dòng này thì có tính năng là phục vụ cho giao nhận khối cảnh sát, khối logistics thì là cũng phục vụ rất là nhiều trong các ứng dụng đặc biệt. Đây là máy dạng in cầm tay di động. Về chính sách hỗ trợ và bảo hành thì Brother có 4 trung tâm bảo hành chính: Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Bảo hành hàng hóa thì là 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn. Thì rất là hoan nghênh các bạn cũng như là mọi người quan tâm đến ngành hàng máy in nhãn. Chân thành cảm ơn.